trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan AEM 52. Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã tổ chức hội nghị tham vấn với đối tác Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và bà Yu Myung Hee, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc, chủ trì hội nghị. Tại buổi tham vấn, các Bộ trưởng hoan nghênh kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại Busan, Hàn Quốc, nhằm kỷ niệm 30 năm hợp tác đối thoại về kinh tế giữa hai bên các bộ trưởng nhấn mạnh cam kết của các nhà lãnh đạo về việc tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư giữa hai bên thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính và kết nối với khu vực tư nhân trong tiến trình này. Các bộ trưởng cũng ghi nhận thương mại song phương giữa ASEAN và Hàn Quốc đã chiếm 5,6% tổng giá trị giao dịch thương mại của ASEAN với các đối tác ngoại khối, trong khi FDI từ Hàn Quốc vào các nước ASEAN chiếm khoảng 1,6% tổng lượng giá trị đầu tư từ nước ngoài vào ASEAN. Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ năm và là đối tác đầu tư lớn thứ bảy trong số các đối tác ngoại khối của ASEAN trong năm 2019, các bộ trưởng ghi nhận việc thành lập Trung tâm Sáng tạo Công nghiệp ASEAN Hàn Quốc và Trung tâm Nghiên cứu Tiêu chuẩn hóa trong thời gian qua. Đây là những hoạt động được triển khai đúng thời điểm cho cả hai bên.